Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môsê, vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ. Vì họ nói mà không làm, họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tu áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu hôm nay đã vạch mặt chỉ tên những người lãnh đạo tôn giáo đương thời, đó là các luật sĩ và biệt phái. Đức Giêsu nêu rõ danh xưng của họ, không cần phải nói xa nói gần. Đức Giêsu hôm nay cũng đã chạm tới nhiệm vụ thánh thiêng mà các luật sĩ và biệt phái vẫn thực hiện, là ngồi trên tòa Môsê giảng dạy để vạch trần tội lỗi xấu xa của họ, đó là nói mà không làm, đó là sự vô cảm khi buộc những bó nặng chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Đó là tính háo danh, không chỉ trong lĩnh vực xã hội mà còn cả trong các việc đạo đức. Đối diện với những con người giả hình như thế, Đức Giêsu muốn dân chúng phải có sự phân biệt cần thiết, là những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ. Đây là sự thất bại nghiêm trọng và là sự nhục nhã của những người làm công tác giáo dục. Tuy nhiên thưa anh chị em, những gì Đức Giêsu hôm nay dạy cũng đang chạm đến mỗi người chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta, cách này hay cách khác, đều là những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác. Là những nhà giáo dục, nhưng chúng ta có thực hiện điều mình dạy người khác không? Chúng ta có làm gương sáng không? Là những nhà giáo dục, nhưng chúng ta có trái tim bằng thịt để cảm thông với những người chúng ta có trách nhiệm phục vụ không? Là những nhà giáo dục, nhưng chúng ta có hết lòng phục vụ không, hay chỉ tìm hư danh? Trước mặt Chúa, dù là ai, dù mang trong mình chức vụ gì,
thì tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau. Đó là tất cả những gì Đức Giê-xu muốn dạy khi nói đừng muốn gọi ai là thầy vì các ngươi chỉ có một thầy. Đừng gọi ai dưới đất là cha vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Và đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo vì các ngươi chỉ có một người chỉ đạo là Đức Kitô. Hoặc nếu có sự phân biệt trong chức vụ thì đó cũng chỉ nhằm để phục vụ trong sự khiêm nhường, chứ không phải để thống trị. Vì nói như Giê-xu, trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Thế ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Kính thưa cộng đoàn, nói mà không làm, lười biếng thích được phục vụ hơn là phục vụ, và háo danh thích được ca ngợi hơn là đón nhận những góp ý chân thành. Phải chăng đó không là những gì Đức Giê-xu muốn chúng ta sám hối trong mùa chay thánh này? Hãy sám hối chân thành để được Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Amen.